Hello, xin chào tất cả các anh em. Sau một thời kỳ giãn cách rất là dài, hơn 2 tháng rồi, nay mới đi lắp đặt cửa trở lại, lại được lao động bình thường. Thì hôm nay lại có một cái cửa cuốn hiệu Osdor nhé, motor IH 300 kg. Bộ cửa này nó rất là nhỏ, cho nên là làm cho vui thôi, chứ còn công cán thì không được bao nhiêu đâu. Cái thương hiệu Osdor này nó cũng đắt hơn so với các thương hiệu khác rất là nhiều, nhưng mà chất lượng sơn của nó thì rất là tốt và chạy thì cũng rất là sướng, êm và độ bền rất là cao, ít khi bị trục trặc lắm. Căn nhà này thì tọa lạc ở chỗ ngõ 67 Thái Thịnh, quận Đống Đa, Hà Nội. Vừa hết giãn cách xong rồi, anh em cũng đi làm như này nó cũng giải tỏa cái bức xúc ấy. Thì cập nhật thông tin Covid từ trước đến hôm nay là cũng hơn 700.000 ca nhiễm rồi và hơn 18.000 ca tử vong rồi. Ở đây anh em cũng được tiêm vaccine ngừa Covid hết mũi 1 rồi, có người còn được tiêm mũi 2 rồi nhé. Cũng may là sau 2 tháng giãn cách xã hội thì bây giờ cũng đã được nới lỏng, không thì anh em không chết vì Covid thì cũng chết vì đói. Không biết là các anh em trong nghề cửa cuốn như thế nào, nhưng mà mình thấy làm cửa cuốn này lắm lúc nó cũng nhiều gian truân lắm. Làm nghề cửa cuốn này mà cách đây 10 năm trở về trước thì kiếm được nhiều tiền lắm, nhưng mà bây giờ cũng không ăn thua, cạnh tranh nhau nhiều. Bạn nào mà học nghề cửa cuốn này trước khi học cửa nhôm thì có lẽ là nó dễ làm hơn. Chứ còn nếu mà đã học cửa nhôm rồi mà đi làm cửa cuốn thì nó cũng hơi khó. Không biết là các bạn nghĩ thế nào, chứ còn tôi thấy nghề cửa cuốn này là khó hơn nghề cửa nhôm kính. Còn các bạn nghĩ sao thì để lại ý kiến ở dưới phần bình luận nhé. Nhưng mà theo tôi nghĩ thì chắc là đa số thì cũng giống cái ý kiến của tôi đưa ra thôi. Vừa mới rằm Trung Thu cách đây mấy ngày, nói chung là tiết trời Hà Nội vào thu thì rất là mát mẻ và rất là tuyệt vời. Nếu ai có hỏi tôi là bạn thích điều gì nhất ở Hà Nội thì tôi sẽ trả lời rằng mùa thu nhé. Năm nay là quả là một năm đau thương đối với Việt Nam đấy. Dịch Covid hoành hành dữ dội, đặc biệt là cái biến chủng Delta, nó lây lan quá nhanh và quá nguy hiểm. Thế nhưng mà cái lực lượng chống dịch của mình ở tuyến đầu rất là tuyệt vời nhé. Cứu được hơn 520.000 người mắc Covid và đã bình phục. Con số này nó chiếm tới hơn 72% so với cái số lượng bệnh nhân bị mắc. Để tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch thì tới đây tôi có chương trình đến hết năm 2022. Thì bất cứ đơn hàng nào mà thuộc cái đối tượng là người tuyến đầu chống dịch ấy, y bác sĩ rồi là người tình nguyện viên gì đó, nếu mà có đơn hàng như thế thì tôi sẽ chiết khấu 10% trên một cái đơn hàng. Rất mong khách hàng cập nhật thông tin để nếu mà có làm nhà làm cửa thì nhắc tôi để tôi chiết khấu giảm giá cho 10% nhá. Cái phần hộp kỹ thuật ốp alumi này thì làm to hơn so với bình thường nhé. Tại vì sau người ta sẽ làm cái biển quảng cáo để mở cái tiệm chăm sóc sắc đẹp cho chị em gì đó. Anh em xem video thì nhớ đăng ký kênh nhá. Nếu mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ anh em Silverdor. Mỗi một cái like hoặc một cái đăng ký kênh ấy, nó cũng tiếp thêm cái động lực để anh em lại hứng thú cho ra nhiều cái video mới. Các cụ thường có câu là nhân vô thập toàn, bàn tay thì không thể che hết được mặt trời. Thế mà trong cái quá trình mà làm video hoặc là làm nghề cũng thế thôi, nó cũng không thể là
ai mà giỏi hết được. Đấy, cho nên là rất cần cái sự đóng góp của anh em xem kênh nhé. Cảm ơn rất nhiều về sự góp ý rất là chân thành của nhiều anh em từ trước đến giờ và cả trong tương lai nữa. Anh em ở Sinfador sẵn sàng lắng nghe và học hỏi để ngày càng hoàn thiện hơn cái nghề nghiệp của mình. Tình hình dịch bệnh ở Việt Nam cũng đang có chiều hướng là lắng xuống rồi nhé. Số ca mắc mới hàng ngày thì giảm dưới 10.000 rồi. Và số ca tử vong cũng giảm mạnh. Đồng thời cái số ca mà khỏi bệnh được xuất viện thì cũng lại lớn hơn cái số mà mắc mới. Thế nên cho nên là anh em đi làm này cảm thấy rất là vui. Mong sao dịch bệnh nó sẽ chóng qua. Thông qua video thì cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người đang xem kênh nhé. Chúc mọi người bình an vô sự. Chúc cho đất nước mình sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Người lớn thì được đi làm, còn trẻ em thì được tới trường. Làm cái hộp kỹ thuật này thì ở đây mình mua hết 4 cây thép hộp 20x20 và 2 tấm alumi. Tấm alumi này rộng 1m22 và cao là 2m44. Mỗi tấm là xấp xỉ 3m2. Thế mình làm, mình khi mà mình làm cái khung xương này thì mình phải tính toán làm sao, mình lựa làm sao để cắt cái tấm alu này nó không bị nát ra nhá, mà nó vẫn đảm bảo nó không bị thiếu. Làm cái này nó cũng hay bị nhầm lắm, cho nên là để tốt nhất là mình vẽ ra giấy ấy, để cho nó các số đo các thứ cho nó chính xác, chứ không là dễ bị nhầm là lại phải đi mua tấm mới, lại phát sinh thêm chi phí. Đấy, thì anh em thấy học nghề cửa cuốn này mà qua video có thấy khó không? Kể cả cái người mà diễn đạt cũng rất là khó trình bày. Nhưng mà ở trên mạng cũng thấy nhiều người hướng dẫn kỹ lắm. Anh em xem và tìm hiểu thêm. Còn tôi thì tôi thấy cái nghề cửa nhôm Sinfa dễ nói hơn. Nhưng mà các chủng loại cửa nhôm Sinfa thì cũng gần hết rồi sao. Từ giờ đến cuối năm mà tôi làm video thì chắc cũng quét gần hết, thì sau này thì không biết là sẽ làm gì để đưa lên trên YouTube này này. Một cái tấm kia em cắt ra được 2 tấm nữa hả?
đây là anh em đang chỉnh cái hành trình của nó lên, giờ cho nó lên tí nữa. Đấy, có một con vít nhỏ nhỏ nên mình vặn chỉ nhích một tí thôi là nó di chuyển rất là nhiều. Rồi Hà Nội thì ngõ nhỏ phố nhỏ, bất động sản cũng đắt kinh khủng. Căn nhà này rộng xấp xỉ 3 mét, 5-6 tầng thôi, mới sửa chữa xây lại, đập đi xây lại, bây giờ bán cũng có giá khoảng trên 5 tỷ, gần 6 tỷ đó, có người mua ngay. Nhà này nằm giữa ngã ba đấy, con đường nhỏ nhỏ nó đi thông lao thẳng vào cửa nhà luôn. Tuy nhiên cái con đường này nó cũng nhỏ cho nên nó cũng không có xe ô tô to vào được, cho nên là nó cũng không nguy hiểm lắm. Mà cái vị trí này là kinh doanh cũng được, cho nên là nó cũng giá nó cũng hơi cao. Đấy anh em, bốc nốt cái đầu hồi là xong ạ. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Xin chào tạm biệt. Quá êm luôn.